Bất kỳ nhân viên cứu hộ giàu kinh nghiệm nào cũng sẽ cảnh báo bạn về hiện tượng đáng sợ nhất mà du khách bãi biển có thể phải đối mặt. Đó không phải là cá mập hay sứa độc hay thứ gì đó tương tự. Thực ra, đó là một hiện tượng hoàn toàn tự nhiên có tên là dòng chảy xa bờ hay dòng chảy rip. Dòng chảy xa bờ là một dòng chảy mạnh trên mặt đại dương, chảy nhanh ra xa bờ, kéo theo những người bơi không mảy may nghi ngờ. Dòng chảy xa bờ trung bình di chuyển với tốc độ khoảng 30-60cm một giây, nhưng dòng chảy cực mạnh có thể kéo bạn ra biển khơi với tốc độ kinh hoàng lên tới 2,5m một giây. Ngay cả vận động viên bơi lội giỏi nhất Olympic cũng không thể quay về bờ trước dòng chảy mạnh như vậy. Nhiều khách du lịch bãi biển không biết bơi sẽ ở trong vùng nước nông, cao đến thắt lưng vì họ cảm thấy an toàn khi chân chạm đáy. Nhưng trước dòng chảy này, họ cũng không an toàn hơn vì dòng chảy xa bờ có thể dễ dàng đẩy ngã và cuốn bạn ra xa bờ. Nếu bạn không biết bơi thì chuyện này có thể sẽ kết thúc rất tồi tệ. Một trong những quan niệm sai lầm phổ biến nhất về dòng chảy xa bờ là chúng sẽ kéo bạn dưới nước. Trên thực tế, dòng chảy xa bờ sẽ không nhấn chìm bạn, chỉ đơn giản là nó sẽ kéo bạn ra xa bờ. Một lầm tưởng phổ biến khác là nếu bạn bị cuốn vào dòng chảy xa bờ, nó sẽ kéo bạn ra đại dương mãi mãi. Vâng, dòng chảy xa bờ có thể kéo bạn ra khá xa ngoài biển, nhưng ngay cả trong kịch bản tệ nhất, bạn cũng sẽ không ở cách bờ nhiều dặm đâu. Bạn sẽ chỉ phải bơi một quãng khá dài để quay lại bờ biển mà thôi. Hoàn toàn có khả năng chính dòng chảy xa bờ sẽ đưa bạn về bờ. Đó là bởi vì 90% dòng chảy này chuyển động theo các vòng tròn khổng lồ. Chúng chảy từ vùng nước nông ra biển khơi rồi quay trở lại. Cũng có một quan niệm sai lầm là nếu bạn không nhìn thấy dòng chảy xa bờ thì không cần lo lắng. Nhưng dòng chảy này có thể đột ngột hình thành giống như vài con sóng đến từ các hướng khác nhau đâm vào nhau. Bùm, vậy là ta có thủy triều xa bờ. Nếu bãi biển bạn đang ghé thăm nổi tiếng với các dòng chảy xa bờ thì hãy luôn thận trọng nhé. Để cảnh giác, bạn cần biết cách xác định một dòng chảy xa bờ. Nó thường trông giống một máng nước tĩnh lặng, đôi khi sẫm màu hơn giữa sóng xô. Thoạt nhìn, dường như đây là nơi thích hợp nhất để xuống nước. Nhưng đừng để sự bình lặng đó đánh lừa bạn, vì biết đâu bạn lại vô tình chọn đúng nơi nguy hiểm nhất để bơi. Lý do chính khiến nhiều người không sống sót khi bị cuốn vào dòng chảy xa bờ là cơn hoảng loạn. Khi phát hiện mình đột nhiên bị kéo ra xa bờ với tốc độ cao, nỗi kinh hoàng ập đến. Họ bắt đầu vùng vẫy và cố bơi ngược dòng nước và dần dần tiêu hao toàn bộ sức lực. Bạn cần tiết kiệm năng lượng, không cố bơi ngược dòng chảy về phía bờ. Ngay cả những dòng chảy xa bờ yếu nhất cũng di chuyển nhanh hơn mức bạn có thể bơi. Đừng lãng phí sức lực và năng lượng của mình. Hãy giơ tay lên để thu hút sự chú ý của nhân viên cứu hộ và ra hiệu rằng bạn cần được giúp đỡ. Sau đó bạn có hai lựa chọn. Dòng chảy xa bờ có thể chỉ thả bạn ra ngoài biển khơi hoặc đưa bạn trở lại gần bãi biển hơn nếu nó đang trong vòng tuần hoàn. Một khi không còn cảm thấy dòng chảy kéo bạn đi nữa, hãy đợi nhân viên cứu hộ hoặc tự bơi về bờ. Chỉ cần đảm bảo là bạn đang bơi quanh nó. Lựa chọn thứ hai sẽ chỉ phù hợp với những người bơi cứ khôi. Nếu thuộc nhóm này, bạn có thể cố gắng bơi song song với bãi biển để thoát khỏi dòng chảy. Trong một số trường hợp, bạn có thể thoát theo cách này. Luôn thận trọng nhé mọi người.